Sao cây mấy ký? 21 ký. Đúng mày. Nào con nhím. Đây là con nhím. Chúng ta sẽ lên quả núi trên kia. Nắng. Dạ là 12 giờ trưa. Đó, vườn cà. Kia là một cái đà lớn. Chưa đủ quá. Chúng ta vô hái luôn. Vớ được quả đu đủ. Hái đi. Tí vào rừng ăn. Ta đã đến chân rồi. Chân núi. Ta đi vào đường bẫy rắn người ta. Đây là cái bẫy. Người ta bỏ thôi. Bẫy rắn. Cũ rồi. Để làm đất rất đẹp. Giống lan đất này ở đây nhiều lắm. Địa lan. Là rừng rãi. Cây gì đây? Nước suối chảy mát quá. Rồi chúng ta lên dốc. Cây dừa xỉ rất đẹp. Đường đi rất khó khăn. Gốc cây cổ. Đây là cái quả song. Thời gian trước có một thời gian nó lên tới 700 ngàn một ký hạt. Người dân đua nhau đi lấy rất là nhiều. Đây là quả song. Nhưng mà bây giờ chẳng có ai mua vì chẳng ăn được.
cua ở dưới đồng thì nó có tới 8 cẳng, nhưng con cua ở trên núi này nó chỉ có 7 cẳng. Rất là hay. Đây là cái mắt. Đó. Nó chỉ có 7 cái chân thôi. Bên này là 3 cái màu đỏ, bên này 2 cái màu đen. Suối rất mát. Wow, một bầy nhông nhông luôn. Quá trời luôn. Mình có máy quay ấy. Đi hỏi sao được ở đây là cái chầu bà. Và chúng ta tiếp tục leo lên cái đỉnh trên kia. Đường đi rất khó đi. Rất khó là chúng ta có thể quay được video. Những cây song và những cây chuối. Và đây là cây gì đây? Có khả năng đây là cây chầu bà. Chầu bà là cây gì? Cây phong thủy. Chúng ta đã được một cây mà bỏ túi. Sau một hồi vất vả, chúng tôi đã leo được lên đến nửa đồi và đã tìm thấy một con đường mòn. Cây gỗ đã bị cắt hết. Cây khơi lia đã 30 phút trôi qua chưa được thấy một cây phong lan, và chúng tôi quyết định dừng chân một xíu. Và chúng tôi quyết định mổ sẽ có đủ ra. Xin mời các bạn. Quá ngon. Phải đu đủ trên đây nó sẽ thành cái đu đủ rừng. Tôi sẽ ăn quả đu đủ này. Ăn một lửa quả đu đủ. Đây là lửa trái của tôi. Ngon. Chim sóc. Tôi gặp một bụi lá rong, gói bánh chưng rất to. Đường trơn quá. Đây những cây lá rong ngày xưa mình hay đi lấy. Nó đang rừng gói bánh rất ngon. Cái đường mòn này khá là trơn. Thì nó nhiều lá quá.
còn ve còn thì cây chinh trai. Tôi gặp một gốc đa khổng lồ rất to và có vài cây phong lan trên kia. Đây là những cái phong lan rừng. Kia có một cây lăm lá. Phóng tầm mắt ra tới cánh đồng Quảng Điền. Kia cây gì không? Lá bé bé đây nhỉ? Hay là cây ngoài nó mọc à? Cao năm lá ngũ ra bầy không tỏa ông khoái là nhỉ. Đây là lá của nó đây. Tôi sẽ trèo lên. Khá nguy hiểm. Ông quay mặt đây hả? Không làm gì đây? Nó tìm thấy một cây lan. Không biết ống lan gì. Ống lan này là lan gì? Một cây lan rừng rất to. Hai cây hay một? Một cây à? Mẹ này có dễ gió bán rất là chắc. Dưa thôi. Hết à? Cây kia mới khó lấy. Đây một cây lan rừng. Bạn nào có muốn mua lan không? Lan rừng huy chính cống lấy trên rừng về luôn. Sắp có hoa rồi. Đây một cây nữa. Nhưng giống này là giống khác. Vậy là cháu phải lấy dao mới lấy được.
Cái gì? Đây là cây cao. Cao quá. Ôi. Dạ thấy cả chân. Đấy à? Mình thêm đôi cái dao nhé. Cái này là một cây này này. Cái đấy là cây gì? Trầu vàng. Đã cậy để mà xem đây. Là đã có hai cây. Chúng tôi bắt gặp một con ruồi trong hốc cây. Cũng to đấy chứ. Đầy mặt luôn. Là cái đó đằng đấy. Này mang cái khò đi thì đúng bài rồi. Đường giết hết chúng nó được nhưng mà cũng không có gì để bổ tên nữa. Một rồi. Mấy gai thật. Chỗ này thì không. Khuôn ná đốt. Cục ở sát trên mới là mặt đây này được. Mấy cục luôn. Có mặt không? Đi xa ra. Bắt được rồi. Hả? Ở đây ta sẽ biết là chúng ta sẽ đi thưởng thức bữa mặt ngon. Cái này về lươn với cá ăn no. Lấy cái gà này ta lấy về được. Ta lấy hết này về được. Lấy xác về cho nó ăn cá, khoai ăn cái cá mà nó mật đấy, nó ngọt lắm, nó kiểu gì ngọt khé. Đây làm sao nữa, bê bê luôn, bê bê đi rừng đổ bà mất. Nó cái nhà nó chưa bóng nhỉ, nó cuối về nhà nó gặp mẹ anh em ép nó ra đi khé cổ thế con ít thôi. Nhầm sao cho nó ra cái chai này. Rồi, cái chai này đi, cái chai cái gì, cái nhỏ đi, cái nhỏ hơn một cá xị. Quan trọng là sao lấy được nó đây. Mình sẽ ép được ha. Kiếm được hội, rất là to. Cây này trơn lắm, không trèo đâu các bạn. Nên tôi dùng cái cây lứa để chọc. Sao thế? Vẫn còn ăn. Ok. Tận dưới kìa. Ta sẽ đi lấy nó thôi. Ui, dốc quá. Thôi, phải cầm máy quay. Dạ, thấy rất khó đi.
đường đi rất nguy hiểm. Bên đây có thể nhìn là cánh đồng. Ở đâu có một cây nữa? À kia hả? Đấy là. Trên đây mà ăn xuống một cái thì thôi. Cây này nó mới bị bật gốc. Có xuống đây không? Đấy một cây à? Cây giống gì vậy? À, bịt ong của chúng tôi. Lấy thêm một cây nữa. Mình đã xuống rồi, đến chỗ cây phong lan này nha. Ở đây đất dốc. Đây, một cây. Đây rồi. Quá to. Cây gì? Ở đây. Cây kia kìa. Cây kia kìa. Cây phong lan này. Ôi giời. Cây dưới đấy. Nó khó đi. À, kia còn một cây nữa mà không lấy được. Lấy được nhưng không cầm về được. Lấy tí bỏ hết vào ba lô còn. Cái chai bỏ vô vào đây. Quá khó đi. Ôi giời ơi. Đường quá dốc. Bụi là quá to. Nhìn bao nhiêu cành hoa này. Này nở nhiều hoa lắm này. Bao nhiêu chùm. Ờ. Cái này con gì nó cắn nó làm tổ. Bó này quá khổng lồ. Rồi trời, chứa ra hết đống lan này. Như này ra. Xuống bãi bằng này. Hơi vào đi trên. Rồi mặt ong. Đỉnh đèo đây không nhìn rõ nhỉ, là rõ mà đó. Đỉnh con đèo quốc lộ, đường tỉnh lộ 678 hả? Ra đến đấy rồi. Ôi trời. Tí đi xuống xem.
đến vào cây ăn trái à. Đang chết tít trên đỉnh núi. Giờ rất nhiều hoa mà sâu trời. Còn mít đâu. Cắt cái dây ra cho nó này. À, cây bơ mình cho nó. Nhẹ. Mất rồi. Mất trái mít rồi. Tiếp qua đi. Ra hai mất rồi. Nó rụng. Đã về đến nhà. Ở đây. Xem cây mấy ký. 21 ký. Đúng rồi. Nào con nhím. Đây là con nhím.